tôi đã từng cầu nguyện mà tôi run sợ, tôi nói thưa ngài cái việc này quan trọng quá, lớn quá, con có đang làm việc cái chuyện này trong làm chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà thượng đế không cho, thượng đế ta chọn, ngài hiện ra nhiều lần lắm, ta chọn con làm điều này, con là người lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng con, và con là minh vương nước Việt. Ngài đội mão vua nước Việt, minh vương nước Việt lên đầu tôi. Năm 2009 đó. Tôi nói từ ngày ngài không không. Ngài nói không. Ngôi vua nước Việt là của con đó. Tôi cãi không được. Tôi mới thưa cùng ngài, dạ thưa ngài, thế thì thưa ngài con xin một điều được không? Con xin thêm điều nữa. Trước đó tôi xin thượng đế, tôi không xin gì hết, tôi xin ngài ban cho con thần trí khôn ngoan và đức vâng lời ngài một cách trọn vẹn từ thời gian đến thời gian, ngoài ra con không xin gì hết. Nhưng mà khi ngài trao ngôi vương nước Việt cho tôi chối, tôi nói không muốn làm. Tại dân Việt Nam con cứng đầu hơn dân Do Thái nữa, làm sao mà con làm được? Tôi nói không nghe đâu. Ba gần như thượng đế. À, tôi, ngài lại nói nhưng mà ngôi vua nước Việt là của con, đây ngài đội đầu tôi, đó là trong giấc ngủ thiền định mà tôi cầu nguyện thì tôi gặp ngài á, tại vì tôi buồn á, dân Việt Nam con cứng đầu á, con chỉ phụ dân Việt Nam con làm việc để cứu nguyên tộc của nước Việt Nam, nhưng mà họ không nghe, cái bọn Việt Kiều nó nghe. Thì rốt cuộc lại tôi phải nghe lời ngài. Thì tôi lại đặt câu hỏi với ngài, dạ thưa ngài, bây giờ con xin ngài một điều được không? Ngài nói được chứ, con cần xin điều gì? Thì nói dạ thưa ngài, ngài có thể cho con trao ngôi vua của con, ngôi minh vương nước Việt của con đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng con, để chúng con cùng nhau làm vua, làm minh vương, phục vụ cho nhau. Ngài cười, ngài nói được chứ con, điều con xin đẹp lòng ta, và con quá thông minh, con quá hiểu biết. Thưa, ông trời ông khen tôi, ông nói vậy. Thì tôi mới trả lời với thượng đế rằng, dạ thưa ngài, con không dám đâu, tại vì con là con cái của ngài, thành ra con phải khôn ngoan chút xíu chứ. Thượng đế cười, tôi nói, à đúng vậy, con quá khôn ngoan. À, ngài khen, à, đó, và thưa quý vị, nếu mà có một thì phải có hai, có mười, có hàng triệu chứ, có hàng tỷ chứ, đúng không? Đòi làm vua mình à, đòi làm việc phục vụ mình à, bố lá bố léo, cái chuyện nó không bao giờ xảy ra. Tại vì cái chuyện đó không thể là hành xử và sống như vậy. Là bởi vì đời sống càng không vũ trụ này đều liên hệ và cần phải nương tựa với nhau thì mới sống được, mới có sự sống. Cũng giống như bản thể chúng ta là phải có đủ thứ bộ phận hết thì chúng ta mới linh động, mới làm việc được. Cũng giống như chiếc xe phải có nhiều bộ phận khác nhau, có đèn, có máy móc, có xăng nhớt này, bánh xe này, cái cửa kiết này kia là cái chuyện nó bình thường quá vậy. Còn những kẻo đều làm vua mình để cho người khác phục vụ như mình, đó là những thằng cà chớn, mất dạy, xỏ lá, bố láo, bố liếu, sọc dưa, quờ quạng, tham sân si, ham mê, dục vọng, vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo, mất dạy. Đó là bọn cộng sản, đó là bọn Việt gian, đó là bọn tham sân si, đó là bọn tự do quá trớn, đó là bọn con buôn thế giới, bọn đầu cơ tích trữ. Bọn cộng sản khốn kiếp, siêu quy khuẩn ăn hại. Nó muốn làm vua một cõi, nó muốn để ăn cướp bằng giật rồi chờ người khác phục vụ cho mình. Quý vị có thấy mấy người đó có làm việc đổ mồ hôi sốt mắt không? Những thằng đó để mà sống vì công bình bác ái thiện lành nhân bản không? Không có. Trước khi đi ngủ chuyện nó nghĩ đến chuyện ngày mai nó phải ăn cướp bằng giật của ai? Ăn cướp bằng giật có giấy tờ, nếu cần nó có súng ống ra chơi hù tao luôn, cần giết luôn, nhốt luôn, đánh đập luôn, đánh chết luôn. Đó, trước khi đi ngủ nó nghĩ đến chuyện đó. Sáng ngày ngủ dậy, chuyện đầu tiên là đi ăn cướp ăn giật, cách này cách khác.
đó là những đó là vua mà nó là những tay mà kêu bằng vua hung dữ ác độc, gian lận, bố láo bố liếu. Đó là bọn cộng sản, bọn Việt gian, bọn tự do quá trớn, bọn con buôn thế giới, bọn tự do quá trớn, bọn cộng sản khốn kiếp, siêu vi khuẩn, ăn hại. Còn chúng ta là những người phục vụ làm sống bình thường. Những người vua phục vụ là những người nào? Những người làm việc cần cù đổ mồ hôi sốt con mắt vì công bình bác ái thiện lành nhân bản, phục vụ cho nhau. Thì họ là những người vua đấy. Tôi phục vụ cho người khác được chứ? Tôi phục vụ cho tôi, phục vụ gia đình tôi, phục vụ cho người khác. Tôi làm chuyện này chuyện nọ miễn sao tốt cho người khác thôi. Tức là tôi làm tốt cho chính tôi. Và thưa quý vị, vì thế thì đẹp tới chúng ta đừng cạnh tranh chuyện lớn chuyện nhỏ. Nếu mà chúng ta làm việc phục vụ với tinh thần thật sự, hết cái lương tâm chúng ta để chúng ta phục vụ người khác, thì chúng ta là những phần tử vĩ đại và quan trọng lắm. Và chúng ta là một cùng cha trời thượng đế toàn năng. Thì thưa quý vị, đến giờ phút này chúng ta sẵn sàng chưa? Và hôm nay chờ cái tụi nó sắp xếp làm sao cái. Trời ơi, tôi nghe đồng bào bàn chuyện kia, bằng cái chuyện mà cộng sản, chuyện Việt gian, rồi cái chuyện chính trị thời xa xưa, rồi nói chuyện cái ác của cộng sản, rồi thế này thế nọ. Nghe riết mà nó không còn vô, nghe riết mà nó vô đây nó ra đây luôn, nó không có nằm trong đây nữa. Tôi tập tôi riết nó quen rồi đó. Tại vì nó không có ý nghĩa gì hết. Không nghĩa gì hết. Nói rồi để đó rồi không làm gì hết, chờ đi vô sắp hàng, đi vô nghĩa địa chết sầu muộn. Cái bọn cộng sản á, nó mở biết bao nhiêu diễn đàn phao thoát, diễn đàn chống cộng này kia, cũng mặc áo để cờ Việt Nam Cộng Hòa này kia, đồ cái cờ kiết rầm rộ cái, nhưng bên trong á là chống cộng theo đơn đặt hàng, chúng nó mua hết rồi. Chúng nó cho mở ra những diễn đàn này kia rồi, ví dụ diễn đàn Pheo Thoát này kia rồi, nhiều lắm. Rồi diễn đàn chống cộng này kia rồi, chống cộng ở ngoài đời này kia, cái đủ thứ chuyện hết. Để cho xả xúc bắp á, bị hiểu ngôn ngữ bình dân mình đó. Nói kệ, để cho nó nói cho đỡ tức, xong rồi để đi ngủ, ngày mai nói tiếp, rồi chờ chết. Chết mẹ luôn, cho nó chết, cái bọn ngu dốt này, kệ mẹ đó, thì cứ cái đó, cho nó xả xúc bắp đi. Còn cái chuyện mà bán nước thì đã bán rồi. Mấy cộng sản Việt Nam nó bán cho mấy thằng Tàu Cộng đem tiền qua đây mua mấy thằng Việt gian. Mấy Việt gian là to đập vô là kể ru ngủ Việt Kiều hải ngoại hết. Đa số là bị chúng nó ru ngủ hết, không biết gì hết. Còn Việt Kiều hải ngoại thì có một số thì biết, họ im lặng, họ chờ thời coi cái người lãnh đạo sẽ xuất hiện như thế nào. Ai là người lãnh đạo? Phải có người lãnh đạo, quý vị. Phải có người. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị chờ người lãnh đạo phải không? Mình đặt câu hỏi nè. Thế thì nếu mà người lãnh đạo xuất hiện rồi, quý vị sẽ làm gì đối với người lãnh đạo của nguyên dân tộc và đất nước Việt chúng ta? Mà người lãnh đạo này là cái người mà phụ giúp quý vị để chu toàn bổn phận của quý vị đối với tổ tiên, dân tộc và đất nước chúng ta. Và đối với linh hồn của quý vị, và đương nhiên mà đối với ông trời nữa. Người lãnh đạo xuất hiện để phụ quý vị, để quý vị chu toàn, chứ không phải là họ làm việc mình. Người ta chỉ đóng vai phụ thôi, để phụ quý vị làm vai chính của quý vị. Quý vị làm gì đối với, cư xử thế nào đối với người lãnh đạo của nguyên dân tộc nước Việt Nam chúng ta, nếu người đó đã xuất hiện rồi. Còn nếu mà chưa xuất hiện thì quý vị đi tìm đi. Tìm bao lâu nay, gặp chưa? Hay là chính chúng ta là những người lãnh đạo công việc tốt lành của chúng ta, để chúng ta hội tụ lại thành một hội đồng của người Việt Nam để làm việc. Ngày xưa có hội nghị Dương Hồng thì ngày nay tại sao lại không có hội đồng của người Việt Nam? Why not? Dễ hiểu quá. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, nợ quốc dân, nợ tổ quốc vẫn còn đó, chúng ta chưa trả. Chúng ta dỏm chết mẹ, dỏm, muốn trả lắm, tìm đủ mọi cách để trả,
Nhưng mà bung ra là gặp toàn cái dân Ba Bựa, dân Cà Chớn, Sọc Dưa, Sọ Lá không. Rồi giờ đụng cái gặp dân Việt Giang, đám Việt Giang hả, nhận tiền của Việt Cộng, của Trung Cộng, bây giờ chúng nó quậy quá, giữa cuộc bị quờ quạng luôn, bị tẩu hỏa nhập ma luôn, không biết đánh đấu tranh tranh đấu làm sao nữa. Rồi sinh ra chán ngán, đúng không? Chán quá, ngán quá. Rồi cùng lúc là lại có những kẻ chờ chờ thời hả, để mà nhảy ra, để mà thủ lợi, để mà hưởng lợi, để bon chen chụp giật bóc phốt. Rồi cùng lúc có những kẻ thật sự đàng hoàng, nhưng mà người ta sợ quá, sợ mấy cái đám này tụi nó hung dữ quá, tụi nó bon chen, gọi là tụi nó ma mánh mung quá đi, tụi nó kêu bằng thô bỉ ác độc quá, hung dữ quá, tụi nó xâm ra họ thủ, họ cứ sống không à, đi làm về rồi thủ tiền này cái rồi cái lâu lâu thì chứ là lo giúp người ở người Việt Nam này cái rồi họ thủ này kia là cái thôi, chứ không làm nhé. Rồi sinh ra rốt cuộc là ôi mình không không làm cũng có người khác làm, và rốt cuộc lại tất cả những thành phần này sẽ chết sầu muộn, có một cái gì đó cắn rứt lương tâm chịu không nổi, chết không không vui. Tôi có nhiều người bạn chết không có vui vậy đó, tôi nó không ăn nào vui hết à, tại vì hỏi tại sao nó còn thiếu nợ, nợ quốc dân, nợ tổ quốc, nợ lương tâm của mình. Kính thưa quý vị, cho uống nước. Thế thì dừng nào chúng ta mới trả? Chúng ta trả thời gian của mình, công sức của mình và mồ hôi nước mắt của mình. Chúng ta tìm một tổ chức nào để chúng ta có thể đồng hành được. Tôi dùng chữ đồng hành nha. Quý vị có biết cái người mà chỉ huy, người lãnh đạo công cuộc của nguyên dân tộc và nước nước Việt Nam chúng ta là người như thế nào? Là người được trời chọn. Đấy. Người được ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta chứng giám. Người được hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra đảm bảo và chứng giám và phụ trợ để làm việc. Từ ngàn xưa đến giờ rồi, thỉnh thoảng là dân tộc Việt Nam chúng ta khi mà đất nước khi kêu bằng tanh bành hết rồi đó, thì trời lại cho xuất hiện một người này lãnh đạo, người lãnh đạo. Cái chuyện nó xảy ra trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Thế thì bây giờ người lãnh đạo mà trời cho chọn lựa và sắp xếp để làm việc xuất hiện rồi, thì người Việt Nam chúng ta cần phải làm gì? Thưa quý vị, chúng ta phải hiên ngang làm việc với người đó, đồng hành với người đó, thì công việc sẽ thành công nhanh chóng và mỹ mãn. Còn nếu mà chúng ta xìu xìu nở giống như vác bao gạo mà cứ 50 pound mà không xốc lên vác lên vai đi, hiên ngang nhẹ nhàng khỏe mạnh không, giống exercise luôn, còn hơn cứ không lung không kéo kéo làm lười biếng lắm, ù lì bê trễ cứ kéo 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 riết mẹ cái bao gạo rách luôn, gạo bao bao mà rách rồi là gạo mà xuống đất luôn, là bùn đất không là nó dơ dái hư hỏng hết. Đó là những cái thành phần mà đấu tranh tranh đấu này kia, là cái muốn trả nợ quốc dân, nợ tổ quốc đó, làm việc kêu bằng lương chừng đó, thì giống như kéo bao gạo cứ kéo hoài, thay giác mẹ lên vai đi hiên ngang, đi hiên ngang lên để giải quyết vấn đề. Chúng ta có 12 phép lạ của Thượng Đế ban cho, và chúng ta không cho phép bất cứ một giống dân nào tiếp tục hành hạ, lấn áp, giết chóc, khinh bỉ, miệt thị dân tộc và đất nước chúng ta nữa. Chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm như thế, và chúng ta được quyền làm như thế. Chúng ta có làm không thôi. Và kính thưa quý vị, thời gian của chúng ta càng ngày càng rút ngắn. Năm nay, năm tới là 2 năm mà chúng ta cần phải giải quyết. Đồng bào tưởng tượng là ở trong nước Việt Nam chúng ta có khoảng chừng 1 triệu người biết về việc làm Hội đồng của Nguyên Việt Nam
và cũng như biết về 12 phép lạ mà Thượng Đế đã ban cho dân tộc và cũng như là kêu gọi cũng như chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta làm những việc vĩ đại như thế này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kính thưa đồng bào, người Việt ở trong nước đó, người ta sẽ lấy lại niềm tin và người ta sẽ đứng dậy bước ra đường cầu nguyện tôi sống làm gì hết đó. Hàng triệu người bước ra thì kể như 90 triệu sẽ bước ra đường hết. Việt Nam mình lẻ lắm, nhập tâm lẻ lắm. Tại vì những người Việt Nam mình là người hiếu vì đạo, khi mà người ta có nắm vững niềm tin rồi đó, người ta sẵn sàng bước ra đường để làm việc. Thì thưa quý vị, với 12 phép lạ mà được bảo kê ở tại Hàn Lâm Viện Thế Giới, ở đây không phải là chuyện đùa, chuyện giỡn, đây là mình giả, là FBI nó bắt chết mẹ, nó phạt trắng máu luôn á. Chúng ta chỉ còn có một công việc dễ làm, thông báo cho người Việt Nam biết ở trong nước á. Còn người ở hải ngoại nè, gia nhập Hội đồng Quốc hội Việt Nam, danh chính ngôn thuận. Cũng như chúng ta thỉnh thoảng đây là hàng tuần, bây giờ bắt đầu có năm ba người viết thơ rồi gia nhập này kia cái rồi ủng hộ này kia, là một phần của anh ta. Chúng ta làm, mình không làm ai làm cho mình? Ai cầm củ cải cho mình đi tè khi mà mình vẫn còn đi đứng được? Mình tè, mình chưa phải là handicap mà, vừa phải thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì đứng lên. Đứng lên từ tri thức của mình, chứ đừng có dùng trí thức của mình. Trí thức mà không có tri thức á, là trí thức á, đi vào chỗ quỷ diệt. Tại vì trí thức mà không có tri thức á, trí thức mà không có con tim á, thì họ là những người sẽ sinh ra những công việc ác độc, tham sân si, và họ sẽ quỷ diệt người khác, quỷ diệt sự sống người khác, và quỷ diệt với chính linh hồn của họ. Bởi vì trí thức mà không có tri thức thì sẽ là những kẻ vô cùng kiêu ngạo, để rồi họ sẽ tự quỷ diệt và họ sẽ làm phiền càn khôn vũ trụ. Thưa quý vị, quỷ nó có thể bắt chước lời thánh hiền nói chuyện như lời thánh hiền. Quỷ có thể bắt chước Satan á, những cái ác có thể bắt chước lời Chúa, lời Phật, lời thánh hiền Việt Nam mình, lời ông bà tổ tiên Việt Nam mình nói chuyện y chang như thế. Nhưng mà quỷ nó không làm được những việc tốt lành như những đấng đã làm những việc tốt lành, như Chúa Giêsu, như Phật Thích Ca, như ông bà tổ tiên chúng ta đã làm những việc tốt lành. Nói thì ai nói không được hết á. Hãy làm đi. Chúng ta hãy chứng minh qua hành động. Và hành động mà để dẹp bỏ tư tưởng cộng sản ở đất nước Việt chúng ta. Chúng ta đã thua rồi. Đã thua rồi. Với cái sự mà trí thức của con người, của nhân loại, chúng ta đã thua rồi, thua đậm. Thì giờ đây chúng ta hãy dùng tri thức của mình để học hỏi, và hãy dùng đến những quyền năng tuyệt vời và vĩ đại và dũng mãnh nhất của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, mà ưu ái là ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta trước. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội, bởi vì đây là kho tàng vô giá vĩ đại mà Thượng Đế ban cho mỗi người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta được quyền thừa hưởng bởi 12 phép lạ này. Và chúng ta cần phải ban bố cho tất cả nhân loại được biết về 12 phép lạ này. Bởi vì kho tàng này quá vĩ đại. Quá vĩ đại. Thượng Đế mời gọi chúng ta khai thác, và cũng như là thông báo, kêu gọi tất cả nhân loại cùng nhau khai thác.
chúng ta đừng có keo kiệt nữa, thưa quý vị. Chúng ta đừng có đào xới từ những cái đống rác của nhân loại gây ra nữa. Trong đó có chúng ta gây ra biết bao nhiêu tội ác, đống rác của nhân loại. Bây giờ chúng ta hãy chấm dứt đào xới những cái đống rác tội lỗi của nhân loại đó. Tham sân si của nhân loại. Giờ đây chúng ta hãy khai thác kho tàng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, của thế giới thiên loại. Bởi vì kho tàng này sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi, đời đời kiếp kiếp, và không bao giờ hư mất, thưa quý vị. Đó là cuộc đời, cuộc sống vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp. Và cũng như tất cả những gì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng có, Ngài ban cho chúng ta tất cả. Nên nhớ điều đó. Với điều kiện là chúng ta phải nghe lời Ngài và thực thi theo những điều Ngài chỉ dạy, ở cùng Ngài. Thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình ngày hôm nay. Một lần nữa, nhớ gia nhập Hội đồng của Miền Nam gấp, và đồng thời thông báo 12 phép lạ của Cha Trời về đất nước Việt Nam chúng ta gấp, cũng như thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thành thật cảm ơn. Thánh giống xin hẹn tái ngộ. Thành thật cảm ơn. Ok, xong nha. Rồi, hết đúng 1 giờ đồng hồ đó. Ok. Ok, giờ đi xuống nha. Ok. Alright. Xuống mát nè cậu Phó Trương. Ok. Bây giờ phải sang lại, nó đưa lên internet. Xuống máy rồi ha, ok. All right. Kính thưa đồng bào, Việt Nam rất là quý mến. Đây là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên mây để cảnh báo và hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Đặc biệt hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung, cho những ai thật lòng ăn năn sám hối, cầu xin Ngài bảo vệ ở mọi nơi mọi lúc. Hình ảnh này có phép lạ đi chung, vì thế những ai có hình ảnh này trong nhà hoặc là nơi làm việc, hoặc là khi ra đường, thì đương nhiên quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ bảo vệ và bao trùm cho quý vị được bình an và được vượt qua tất cả mọi khó khăn mà trên cuộc đời này lúc nào cũng rình rập đời sống chúng ta. Bởi vì cuộc đời này là một đoạn đường học hỏi của linh hồn chúng ta cần học hỏi. Nhờ đó mà chúng ta có thể được tiến hóa qua sự chịu đựng và dạy dỗ của thế giới thiên loại. Trong đó, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là đứng luôn luôn thương yêu và thương xót và bảo vệ chúng ta, cũng như luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng ta
sự sống đời đời. Và chúng ta chỉ cần sám hối và thật tâm sống theo những điều chỉ dạy của Ngài. Những điều chỉ dạy của Ngài rất đầy đủ, chi tiết. Qua sự hướng dẫn, đại diện đứng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho càn khôn có sự sống, đó là Thiên Chúa Giêsu. Thiên Chúa Giêsu chính là đứng đại diện cao cả và là duy nhất cao cả của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho càn khôn vạn vật hữu hình và siêu nhiên mà mắt thông thường chúng ta chưa thể nhìn thấy được. Đồng bào mau mắn copy những hình ảnh này để trong nhà và để nơi làm việc, cũng như cho con cái mình, nhắc nhở cho con cái mình và phân phát cho anh chị em nhân loại hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Đặc biệt ở Việt Nam, hãy mau mắn copy những hình ảnh này, copy hai hình ảnh này, quan trọng nhất, phân phát cho nhau. Vì những ngày tháng năm sắp tới sẽ có nhiều biến loạn khắp qua địa cầu. Thế giới rất là khủng hoảng vì chiến tranh, tranh giành quyền lực, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo và nạn đói khắp nơi vô cùng khốc liệt. Bởi vì sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Quả địa cầu sẽ rung chuyển. Và đương nhiên, Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại để tránh quả chiến tranh nguyên tử. Vì thế, sẽ có động đất tsunami và nền kinh tế thế giới sẽ đảo lộn. Và đương nhiên, đời sống của những kẻ giàu có, quyền thế, độc tài sẽ đối diện với tất cả những khó khăn mà họ không thể chịu đựng nổi. Đồng bào cần copy hai hình ảnh này cùng hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc. Đây là hình ảnh chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc đã được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế sắp xảy ra. Đồng bào
copy hình ảnh này và hình ảnh này. Đây là hình trắng đen, đây là hình trắng đen đây. Copy hình ảnh này và copy hình ảnh Chúa Giêsu cũng như copy hình ảnh này. Hình ảnh hai anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam đại diện cho tất cả quý anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam đã hiện ra trên mây và sẵn sàng đuổi bọn Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam, cũng như đuổi bọn Cộng sản ở Việt Nam và đồng thời đuổi bọn Tư Bản Xanh, Tư Bản Đỏ ra khỏi đất nước Việt Nam. Đồng bào nhớ ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện nhịp nhàng thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta sẽ không đổ máu. Bởi vì quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ bao trùm chúng ta cũng như bao trùm đất nước chúng ta. Và quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ dạy dỗ cho nhân loại là hãy mau mắn ăn năn sám hối. Thank you.
Quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, phần cổ nè. Ừ. Cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Wow. Wow, thấy đầu rồng không? Không rồng không? Điện. Quá đẹp luôn, wow, đầu rồng nè, thấy ông rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đuôi kìa, wow.